Mến chào cô chú anh chị ha, đây có hai chiếc Ford nè, nó đang cày. Nay lần đầu tiên nó nhìn thấy cái cảnh hai chiếc Ford ha, cày nó muốn ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem cái Ford dòng loại nào ha. Nhìn đây thì có thể đoán là Ford có 4.000 hoặc 4.600 hoặc 5.000 đó các bạn, nhưng mà không biết cụ thể là em nào đây. Muốn ghi hình cho cả nhà xem ha. Ford này chắc trồng mì quá, trồng mì quá các bạn. Làm sao khung cảnh xung quanh đây đúng rồi, lên gõ máy cài Tây Ninh rồi ra. Dạ cái chiếc của anh nhìn còn mới quá ha, mới hơn của ông kia dễ hả, chiếc kia hai cầu à, này cầu này mấy máy anh, ba máy hả? Ford 4.000 là ba máy hả ta? Dạ 4.600 này nọ mới bốn máy phải không? 4.600 ba máy luôn. 5.000 à, vậy là từ cái số mà 4.600 xuống là ba máy. Dạ chiếc này sao lâu chưa anh? Mấy năm rồi, năm 10 năm vậy hả? Ừ, 5 năm. À. 5 năm mà còn tốt luôn, chưa có gì hết. Trời nhắm gì một mấy năm rồi đó. Ghê vậy hả? Ừ, nó cũ rồi đó. Ừ. Tại không chịu sơn lại đúng không? Không xài nước sơn zin mà. Máy cài Tây Ninh. Máy cài Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Mở gõ máy cài Tây Ninh là lên. Gõ ra nhìn thấy chiếc xe của mấy anh là vô coi. Ừ. Là ngay bon đó đó. Dạ. Nói bà con nào ở Chòm Dừa xe nghe có nhu cầu cài cứ liên hệ. Liên hệ mấy anh phải không? Ok. Ở đây bà mà, cầm. Mà hả, có nợ nào bán thì cũng liên hệ luôn. Chủ đây cài mướn cho chủ đất là bãi trà giữa kho diêm. Dạ. Để có nợ nào bán thì cũng kêu luôn. Không, bữa đăng lên nó bán đường chiếc, bán đường chiếc 160 triệu á. À, mấy em đăng lên chơi rồi chứ. 160 triệu chiếc 7.000. Đúng rồi. 7.600. Dạ dạ. Không? Dạ đúng rồi. Ở Trà Là đó. Đúng rồi. Xuống đó nó tận ngưỡng bán, nó nghe nói nó bán luôn dần cà dần sấy rồi cái xuống. Dạ. Hồi nãy cái anh hồi nãy quay cái đó đó. Nghe anh tận ngưỡng anh bán cái đầu không để dần sấy lại. Dạ dạ. Thì tụi em quay chơi hả, quay ai thích đăng bán thì mấy anh em coi á. Dạ. Anh mua 250 anh giờ anh bán có 160 à. Thì bởi vậy sao mình người ta nghe cái giá nó à, im quá chừng ha. Cái thằng ở ngay chỗ Trà Là, ngay chỗ Bùng Binh, ngã ba đó con, nó mua xe của nó thì rè lại nó chút á. Dạ dạ. Rồi bắt đầu nó bán 200 à. Dễ hả? Mẹ anh là 250. Anh mua à. Miên cài giờ bị dịch gì đó không? Đúng rồi, ông nói vậy mình cũng không biết sự tình nó làm sao. Bị bãi xuống bãi hỏi bao thằng, cái thằng đó nó mới nói nó bán. À. Nó bán cho nó 200. Rồi bán là 160. Hình như anh đẩy được 160 rồi. Ừ. Tụi em làm vậy là ví dụ như tụi em đăng lên là được bao nhiêu view vậy, là thường bao hồng bao nhiêu hay sao? Khó ăn lắm. Tại vì tụi em mới làm á. Rồi thường là người ta coi mắc lầy này nọ 4-5 chiếc kéo. Nên còn mấy cái mà cài cài vậy nè, người ta coi thêm. Dạ. Yeah. Phải có tình huống á, tình huống đặc biệt là người ta thích coi. Tới mùa mưa mà lên đây. Tới lên đây mà lên đây là mắc. Anh đang cài về tự nhiên dính luôn à. Gì? Thằng này kéo kia. Cái hai thằng dính luôn. Cái này có nghĩa có chết bệnh đó chứ. Dạ. Yeah. Mày tới đăng nào mưa mày lên đây đi mày quay mất lại cho thấy. Kéo mì, kéo mía này nọ hay là có một thằng ngồi trước cái cà tưng á. Kiểu đi. Kiểu vậy người ta thích coi. Nó có tình huống á chú. Coi nó hồi hộp. Còn kiểu mà cài thì đi qua đi lại nó cũng giống nhau. Chứ ở đây là tới mùa mưa mày lên coi mất lại. Yeah. Giật dữ lắm. Với lại mấy anh mà chạy mấy cài á. Nói tối tối về buồn ngồi bấm câu cũng vui nữa. Bao chiếc trực tiếp đủ. Để con vợ nói ông đi cài mà ông đi đâu ai biết.
À, có hình ảnh có phim nè. Chắc bữa hai á, để tụi em làm lại cho nó đẹp. Đẹp thì bỏ lên để mấy anh không có chơi. Mười mấy năm rồi còn ngon lành vậy. Dạ. Vỏ còn tốt. À, em có quay cho thấy 5 năm 36. Mấy anh muốn thấy thì thấy. Đó, nó quay mãi số bánh xe đó. À. Ủa cái này cài mấy mấy quận anh? Có quận hả? Cài xong rồi sới này nọ phải không? Cái này để trồng mì hay làm gì ta? Lúa hả? À. Hình như cái khu này hồi đó nó trồng mía nhiều phải không anh? Anh giờ đi hết thấy. Ông này trồng mía không là ông nghỉ đồng rồi. Hết tiền đó. Ủa sao kệ chú? Hết tiền, lỗ hết tiền. Lỗ hả? Giờ chỉ thấy gì tư hợp này nọ, mấy cái tay nông trường, công ty rồi nó chơi nhiều. Ổng cũng phó chủ tịch tỉnh Ninh mà. Ờ. Tư hợp á. Quá dữ hả? Hả, ngày nói chồng của ổng mấy ngàn mẫu của ổng á. Ổng hệ thống tưới của ổng là thấy hải hùng luôn. Trời ơi. Bữa tụi em tính xin vô quay cái gì? Mấy phong mía á. Cái chiếc mà Yonda lớn á, rồi có cái vàng kế bên, nó chạy tới đâu là nó cắt đó. Mà kiểu mình không có quen á. Nên mình không có biết được mình xin vô. Nghe cổng xin vô vô chứ có gì đâu. Xin mấy người bảo vệ rồi nó nói cái thằng quản lý đó mà nó nói nó sợ ở trên. Quá gì? Đó nó đốt cậu bệnh nên biết tôi dắt vô. Đó là bệnh. Trời gì? Đó nó bệnh hả? Ta đi quay thiệt tình sợ đủ mẹ sợ mấy ăn trộm luôn. Hiệu quả vậy. Ông ơi máy móc rồi nhiều khi quay đưa lên thì nhiều người để ý đó là bỏ quá bao lâu mà có nhà giữ lại. Nó tùy người anh. Có anh chủ này nè. Như bữa trước mà gặp mấy chiếc Yonda 5 tỷ rưỡi á, ở bên Bình Dương á, là mấy nói à, tụi bay quay tao còn mừng nữa. Thầy quảng cáo cho cái chỗ thành thành công á, nhà máy đường á. Rồi ví dụ như ai mà có đất nhiều vậy người ta mướn nữa. Tôi họp ổng dựng đó giờ ổng họp vô cổ phần với ta rồi chứ không phải của ổng. À vậy hả? Không phải riêng mình ổng phải không? Thành công mua lợi ổng. Ổng thì mà giờ pháp nhân ổng đứng tên vậy thôi. Dạ. Ủa mà tính cơ quan cái ông Sơn ông xả dịch cho ăn rồi mình xịt đây rồi đủ mãi dịch ổng. À, mấy cài gì mà 5 tỷ rưỡi rồi 2 tỷ 7 nghe chón. Ai nhận công ty chứ còn mình. Vậy vậy mình mua chừng nào lấy lại vốn lắm à. Mà nó nói nó chạy ví dụ như cái bình của nó 400 lít nó chạy chừng cỡ hai mấy tiếng là hết cái bình đó đó. Ghê như vậy. Cái bình dầu. Á thiệt chứ nó nói mình nghe cũng chóng. Nó ngầm á anh. Nó ngầm xuống á, chín tấc này nó. Nghe anh tính con cũng thù á, nó nói đủ mà cái chiếc máy cài của nó ăn nó công. Đúng rồi, 3 mét mấy 4 mét á. Ừ. Nó lên trở năng nó cài nó chạy ví dụ trọng gì đâu làm một cái là xong. Đúng rồi. Một cái một là về luôn á. À, mà đất của nó phải chơi mười mấy mẫu trở lên kìa. Chạy đâu. Trồng tỉa gặt hái gì đủ. Ghê thiệt chứ. Ủa cái đám này mấy công? 5 công không? Hả? Đám này mấy công? 4 công. 4 công. Đưa nhỏ nhỏ cứu ông ấy. Mấy bữa đài là đủ ra ông trời cũng quanh. Vâng, thấy không? Đây đó. Thấy cài tên lên. Mặt trước nó nhỏ các bạn. Trước một xíu. Sao đổi ý kỳ vậy? Hả? Sao đổi ý kỳ vậy? Sao? Lúc nãy đâm đây thả lúa. Tự ấy đủ mày thả có phình vậy rồi ai máy nào xuống dưới là ấy làm. Rồi dưới đường phình trong đó đó. Ra đường mì hết rồi làm hết rồi mày kêu tao thả lúa rồi được. Đấy chừng cái năm đó ta đi thả đóng á. Bà đâu mà ăn nó nghỉ mấy cắt ông nội ơi không ai kịp cắt được đâu. Ngày chưa đám đâu đó. Cậu và mấy anh bóng anh tạo ra cái đống cổ gì không?
là cũng xa. Cũng ải cái đó với cái này nè, ngủ bãi á. Rồi còn cái này cũng xa nè, mới mua. Rồi cảm ơn.